xin chào tất cả quý vị anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel cùng với em Huy trong cái video ngày hôm nay cả nhà nha. Thì hôm nay thì cũng muốn giới thiệu đến với anh chị một cái mã cổ phiếu. Em sẽ đưa ra những cái góc nhìn về mặt kỹ thuật cũng như là những cái góc nhìn về mặt cơ bản của doanh nghiệp để giúp cho anh chị có một cái góc nhìn thực sự là đúng về cái mã cổ phiếu VOS này dựa trên quan điểm cá nhân. Và nếu như anh chị nào cảm thấy mã cổ phiếu này là phù hợp và hấp dẫn thì anh chị mình hoàn toàn có thể có thêm được những cái sự lựa chọn và tham khảo ý kiến. Thì anh chị sau khi xem video cảm thấy là hay thì nhớ cho em Huy một nút like và comment giúp em chữ là VOS nếu như anh chị cảm thấy là yêu mến cổ phiếu này. Rồi thì chúng ta cùng nhau đi đánh giá về cổ phiếu VOS. Thì anh chị cảm thấy là VOS thì sau khi cổ phiếu này tạo đỉnh vào cái giai đoạn là tháng 9 cả nhà ha, tháng 8 ở đây này. Đấy. Ngay cả tháng 6 nó cũng đã tạo một cái đỉnh rồi, tháng 8 tạo thêm một cái đỉnh số 2 và sau đó cổ phiếu này bước vào một cái giai đoạn đó là điều chỉnh lao dốc rất là mạnh. Nếu chúng ta tính từ những cái vùng đỉnh quanh vùng giá 22 thì đến hiện tại là cổ phiếu này đã có một cái mức chiết khấu gần 40%. Vậy thì đâu là cái nguyên nhân dẫn đến cái việc là cổ phiếu VOS này có một cái mức giảm giá mạnh đến như vậy, và liệu rằng đây có phải là cái thời điểm tốt để cho anh chị em mình giải ngân vào cái mã cổ phiếu VOS này hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá về báo cáo tài chính quý 3 của VOS để xem là vì sao VOS lại gặp những cái tình trạng giảm giá mạnh như vậy cả nhà ha. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá sơ qua về một cái đó là cái tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thì ở đây là cái bảng cân đối kế toán. Anh chị em mình có thể thấy đó là về cái mặt tiền và các khoản tương đương tiền của VOS ở quý 3 này là 758 tỷ, tốt hơn so với cái giai đoạn đầu năm rất là nhiều. Thì nó cho thấy là VOS này hiện tại là đang rất là sẵn tiền để mà thực hiện những cái kế hoạch kinh doanh của mình. Ở đây là cái nội bộ của doanh nghiệp này về cái sức mạnh tài chính, tiềm lực kinh tế của VOS thì hiện tại là đang cực kỳ là tốt ấy và sẵn sàng cho những cái thương vụ cũng như là cái việc là mua tàu sắp tới của để có thể là mở rộng cái quy mô kinh doanh. Nhưng mà ngoài cái vấn đề là tiền tốt như vậy thì VOS này đang gặp một cái vấn đề, đó là cái vấn đề về doanh thu cũng như là về lợi nhuận. Đấy, về mặt doanh thu thì trong quý 3 này hiện tại đó là 1.270 tỷ, nó cao hơn so với cùng kỳ là 710 tỷ đồng. Nhưng mà anh chị em mình thấy có thể thấy ra đây chính là cái việc là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đang là âm 14,9 tỷ. Đấy. Từ những cái lợi nhuận thuần bị âm như thế này nó dẫn đến cái việc đó là lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này là âm 15 tỷ. Nếu như mà để mà so sánh với cái giai đoạn mà đỉnh cao của cổ phiếu này, khi mà cổ phiếu này nó có những cái bước tăng giá rất là tốt từ những cái vùng giá là quanh vùng giá 10 lên tới những cái vùng giá là 22, có nghĩa là tăng một cái khoảng là gần như là gấp đôi. Đến thời điểm này là rất nhiều anh chị em mình ước ao được mua cổ phiếu VOS, nhưng mà nó với một cái tốc độ tăng chóng mặt như thế này thì anh chị em mình không thể nào mà mua được. Rồi sau đó cổ phiếu này nó bước vào một cái chu kỳ điều chỉnh rất là mạnh và rất là sâu. Nó cũng đến từ cái việc đó là doanh nghiệp này báo cáo lỗ ở trong quý 3. Vậy thì lý do vì sao VOS này lại báo cáo lỗ trong quý 3 thì có nhiều cái góc nhìn cho rằng đó chính là VOS là một cái đơn vị là vận tải đường thủy và nó sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố về mặt tỷ giá. Nhưng mà theo góc nhìn của em thì đó không phải anh chị. Cái điều mà làm cho cái lợi nhuận của doanh nghiệp này nó đi xuống không phải đến từ cái việc đó là cái việc tỷ giá, mà nó đến từ một cái yếu tố rất là khó ai có thể mà nghĩ ra được. Đó là cái điều gì? Đó chính là cái tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ ở đây mình có thể hiểu rằng đó là doanh nghiệp mua lại những cái trái phiếu cũng như là cái tín phiếu kho bạc. Thì nó dẫn đến việc đó là doanh nghiệp này bị âm một cái khoản là 1.450 tỷ. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có thu hồi được những cái khoản cho vay bán lại các công cụ nợ là 1.290 tỷ. Có nghĩa là ở đây thì anh chị mình thấy là có một cái sự
cân đối lại cho nhau, nhưng mà giữa cái tiền chi cho vay và cái tiền thu hồi thì cái tiền chi cho vay nó lại cao hơn. Nó dẫn đến là doanh nghiệp này phải chi ra một cái khoản nhất định, nó làm ảnh hưởng tới cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Mặc dù là doanh thu rất là tốt, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp ở trong quý 3 này nó đến đến từ cái việc đó là cho thuê được hai tàu chở dầu trong quý 3, nó cũng giúp góp phần giúp cho cái doanh thu của doanh nghiệp VOS này có một cái sự là sự tăng tăng trưởng so với cùng kỳ anh chị ha. Nhưng mà về cái vấn đề là họ chi cho những cái công cụ, mua lại cái công cụ nợ này, thì nó làm cho doanh nghiệp này bị ảnh hưởng một cái phần tài chính ở trong quý 3 này. Và cùng kỳ có một cái là hay là đối với cái doanh nghiệp VOS đó chị, cùng kỳ thì cổ phiếu VOS này cũng báo lỗ, nhưng mà ở trong quý 4 thì lập tức cổ phiếu VOS quay trở lại rất là tốt. Ở đây thì chúng ta có thể xem về cái thống kê báo cáo tài chính của doanh nghiệp này, thì anh chị mình có thể thấy là ở trong quý 3 năm 2023 thì doanh nghiệp này cũng báo lỗ là gần hơn 23 tỷ. Còn trong quý 3 2024 này thì báo lỗ khoảng là 14 15 tỷ. Đấy, nhưng mà lập tức là sang quý 4 anh chị thấy không? Đó, lợi nhuận nó lại lên 100 tỷ. Vì vậy thì góc nhìn của em đó là cổ phiếu VOS này những cái gì xấu nhất nó đã phản ánh vào giá, và những cái phản ánh vào giá nó không nói lên cái việc là doanh nghiệp này là xấu cả nhà. Đấy, bằng chứng là anh chị thấy tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp này vẫn đang ở một cái mức rất là cao so với đầu năm. Mà nó chỉ cái việc mà suy giảm về mặt lợi nhuận nó đến từ cái việc đó là mua lại các cục trái phiếu cũng như là kho bạc anh chị ha, để chúng ta có một cái nhìn chi tiết như vậy, tổng quan như vậy để chúng ta biết được là vì sao doanh nghiệp này có một cái sự sụt giảm về mặt doanh thu cũng như là lợi nhuận. Còn cái vấn đề mà tỷ giá thì anh chị mình có thể thấy là lãi lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái ở đây thì anh chị mình thấy là không hề nó ảnh hưởng, mà nó còn lại tác động tốt đến doanh nghiệp đúng không nha. Đấy, bằng chứng ở đây là mình thấy là doanh nghiệp ở trong quý 3 này là dương, đang dương là 17,8 tỷ, thì là gần 18 tỷ, là cái sự tốt, nghĩa là mình tăng doanh thu, tăng cái lợi nhuận dựa trên cái tỷ giá, chứ mình không hề, doanh nghiệp này không hề bị lỗ. Đấy. Bị lỗ, lãi lỗ từ các hoạt động đầu tư. Đấy, nó cũng có những cái khoản âm cho dành cho doanh nghiệp, nó làm cho doanh nghiệp ở trong quý 4 này, quý 3 này thật sự không thực sự là đẹp, dẫn đến việc là giá của cổ phiếu ở trên thị trường nó cũng có những cái mức sụt giảm. Vậy thì giai đoạn này anh chị mình đã tham gia được với cổ phiếu VOS hay chưa? Thì góc nhìn quan điểm của em là đã đủ. Đủ là vì sao? Bởi vì cổ phiếu này đã có một cái mức chiết khấu rất là sâu, như cái tiêu đề mà đưa ra với anh chị em mình, mua cổ phiếu chiết khấu sâu. Những cái chỉ báo về khung đồ thị tháng anh chị em thấy nè, cổ phiếu này đang test khung đồ thị tháng. Đấy, nó lại quay về cái vùng hỗ trợ khung đồ thị tháng, giao găm ở đây. Đấy, nó là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh, hai con giao găm chập lại. Thì quan điểm của em đây là những cái vùng anh chị em mình hoàn toàn có thể mở mua được đối với cổ phiếu VOS. Hôm nay là phiên kết thúc tháng rồi anh chị, nên chúng ta đánh giá về cái đồ thị tháng của cổ phiếu VOS này, và chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này chạm về lại những cái vùng hỗ trợ, nghĩa là nó quanh vùng 13.8 thì nó bắt đầu là có những cái tín hiệu là bật tăng. Đấy. Vậy thì giá mua, vùng mua của VOS này thì đối với room hệ thống khách hàng của em Huy thì đã chia sẻ những cái điểm mua là loanh quanh những vùng giá là 13.7 cho tới vùng giá 14, là cái vùng mà chúng ta có thể là gom mua đối với cổ phiếu VOS này, với một cái kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ có những cái sự là bật tăng ở trong những thời gian sắp tới. Đấy, và anh chị em nào muốn mua cổ phiếu VOS này thì quan điểm của em là anh chị mình nên mạnh dạn mua những cái cổ phiếu đã chiết khấu sâu như thế này. Đấy, trong quý 4 khi mà cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nó được khởi sắc trở lại. Đấy, những cái mà xấu nhất như là đi mua lại những cái cục nợ đó anh chị, người ta đã làm ở trong quý 3 rồi, thì trong quý 4 những cái gì thu về được từ việc kinh doanh của doanh nghiệp thì sẽ được bút vào cái hoạt động lợi nhuận cũng như là doanh thu, nó sẽ giúp cho VOS này nó sẽ có lại, nó quay trở lại cái đà tăng trưởng so với quý trước. Em cũng tin tưởng rằng nó cũng sẽ tăng trưởng hơn so với cùng kỳ, khi mà cùng kỳ năm ngoái quý 4 năm 2023 thì VOS này lợi nhuận nó cũng khoảng đâu đó sắp xỉ 100 tỷ thôi. Thì kỳ vọng rằng là cái việc VOS này được hưởng lợi từ cái việc là giá cước vận tải tăng, nó cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp này có được những cái sự bứt phá về giá ở trên đồ thị chứng khoán anh chị ha. Đấy, thì đấy là cái góc nhìn của em về cái mã cổ phiếu VOS này. Về mặt cơ bản đang rất ok, về mặt đồ thị kỹ thuật cũng đã ở những cái mức chiết khấu cực kỳ là sâu rồi, 40% rồi, thì không có lý do gì để mà anh chị em chúng ta
từ bỏ một cái cơ hội đầu tư ở những cái vùng giá hấp dẫn như thế này. Đấy, thì video của em Huy chia sẻ về một mã cổ phiếu tiềm năng là VOS thì kết thúc ở đây. Anh chị em nào cảm thấy là video này hay thì comment cho em Huy và chữ vote, và nhớ like, share cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.